Việt Nam vừa cấp phép cho thêm một loại thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước, có tên là Monopiravir Stella 200mg. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa cấp phép thêm một loại thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 sản xuất trong nước. Đó là Monopiravir Stella 200mg, hàm lượng Monopiravir 200mg, dạng viên năng cứng, hạn dùng 6 tháng. Sản phẩm này có số đăng ký là SDK-VD3-17422 của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Farm chi nhánh 1 sản xuất và đăng ký. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi, giám sát, phát hiện các trường hợp xảy ra phản ứng có hại của thuốc nếu có. Đến nay, Việt Nam đã có 4 loại thuốc Monopiravir sản xuất trong nước điều trị COVID-19 được cấp phép lưu hành.